Rồi hai ba. Rồi, rồi mời anh em ăn đây. Quá tuyệt vời. Quá rồi. Ui giời, quá tuyệt vời. Thôi mời các bác. Rồi, anh tụ chủ tịch anh đang gần làm món xôi bỏ gà. Không biết xôi bỏ gà hay là gà bỏ xôi đây. Còn nữ chủ tịch này là giới thiệu với các bạn, đấy là bạn gái của mình đang làm món gà bó xôi. Bên cạnh đấy là anh chủ tịch Tú. Anh này có kinh nghiệm sống ở Hàn Quốc mấy năm, chuyên làm xôi bỏ gà. Giờ anh Giạt sang Nhật anh cũng vẫn làm gà bó xôi. Nguyên liệu sẽ là cái gì để quay cho anh em cả. Đây là mấy cái khuỷu gà. Đùi gà, khuỷu gà các anh mua. Đùi cái gà. Siêu thị. Khuỷu gà nha, cái bắp, cái khuỷu gà đúng hơn nhỉ? Đùi cái gà. Khuỷu đây gọi là cái khuỷu cái gì? Khuỷu. Đấy, em cố ra này. Cố nhiều sơ quá. Anh các anh bây giờ được sống trong cái nhà mới như khách sạn 4 sao này. Còn mình thì là tỉnh giặc đi chỗ khác, các anh em được ở đây. Đây xe gà bó xôi. Đoạn đầu tiên là anh bỏ cơm ra để anh lại cho mua. Đâu đây em là thường như xôi này đấy. Anh dằn cho bé bẹt lại để anh dằn như nào đấy. Cũng chặt rồi. Làm được để anh làm nhá. Có phải kính lên đây mình à anh em? Anh nghĩ vậy cái gì nào cũng như vậy, còn sao làm đấy là phần đầu. Còn ở bên này là có món nồi này, là nồi có nồi nước phở đấy không? Bên này là anh ấy đang còn ninh phở đấy các bạn. Phở ai mua phở khô ở bên này không có phở như ở mình ấy, không mua phở khô về có công đoạn nấu như này. Đây mình cắm này. Sau đấy mới có thể vớt ra ăn như phở bún mình. Nhà rất là đầy đủ điều kiện ơi. Đây này. Sau nấu xong còn phải rửa qua nước lạnh như này ra. Ừ, tất nhiên rồi. Đây, nhiều này không? Còn mấy trăm một túi bún khô ấy, Phú? Không biết đâu, khoai có thành quán đâu, khoai quên mất. Đấy, mình rồi. Tịch đang rãn đùi gà. Ăn bát to hả? Ăn bún mà, cho hết bát to lên. Đây là cái đùi rồi, trên này cũng có này. Trên này. Đấy là cái đùi rồi. Bắt to lấy đây, bắt to đây 1 2 3 4 5 5 cái đây, 6 cái đây rồi. Ở đây trên 5 cái 6 cái dưới mà hả, dưới nữa. Ồ, bây giờ họ bắt nhựa. Ừ, bỏ nhiều đây trên bàn, đây bỏ lên bàn. Rồi đủ 9 bát rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chịn anh em. Này sang ăn bữa tân gia nhà mới của các chủ tịch. Bây giờ gọi xôi ra vàng thôi. Có tuyệt vời. Gà rãn một lượt rồi. Rồi cho vào xôi rãn tiếp lượt nữa. Gà này đúng như tử luôn. Đàn bỏ ông mua ngoài là sụt luôn, là nát luôn đó. Cho vào mồm nhát nốt luôn được. Đây là món gà bó xôi mà anh chủ tịch Phú anh đã rán xong được một nửa rồi các bạn.
chín người chín cái năm cái rồi bốn cái là ngon vừa mới vào chảo với mẹ thứ hai. Cái nồi nước phở là nhìn đẹp quá nhỉ. Đây nồi đại ca mới mua cho đây. Có một đống hạt rẻ của các anh em ở vùng miền dưới miền Nam miền Trung như đấy. Cái nhặt được mùa này nó mùa hạt rẻ nên là rụng rất nhiều, anh em đi vào rừng phải là nhặt được ngay. Hôm trước anh em ở dưới kia gửi lên để cho mấy chủ tịch ở trên này quà. Luôn đây nhắc luôn bỏ lên đây không có vậy à? Đây chị vẫn còn nói đây à? Chín mất phở cho hành gia vị các thứ chuẩn bị múc nước cho rau vào ăn thôi các bạn. Bỏ gà. Bây giờ sẽ đến tiết mục chế biến món phở các bạn. Trời, đẹp quá nhỉ. Có chân giò này, có gà này, lợn này, nấm này, ui giời, cà chua các thứ rất tuyệt vời. Này có một cái mồi đấy chị. Được, để ông lại nhá, chia cho. Thôi chị chia đi. Mua tí tí để múc đau đầu để rớt đấy. Thôi chị múc nước thôi. Anh Dũng ơi. Chị anh em ơi, chuẩn bị vào chủ tịch Dũng hoa anh em ơi. Trời, chân giò to quá nhờ. Đấy, thì sao nào, mua này. Nóng à? Ôi. Thu rừng ăn nha. Toàn thu dữ. Chủ tịch Sơn thì ngồi ở đây, thì anh chụp cho vài bức ảnh đấy. Hay quá, hay quá. Chào anh em, nhìn vào đây chụp một bức ảnh kỷ niệm Tân Gia cái gì vậy? Chờ Đức cá thôi, anh tranh thủ quay cái mâm Tân Gia hôm nay gồm có phở và rau cũng như là gà bò xôi, xôi bò gà. Có tuyệt vời, nhìn nó rất là ngon. Đây cho Minh đi. Đây có cái công đá của Minh rồi. Minh à? Đây. Câu đây của tôi bạn ơi. Đấy anh em chịu khó bắt đấy. Câu đây này anh uống nước. Câu đấy anh uống nước dở lúc nãy mà. Làm sao đâu. Mày uống nước dở mà. Không có đá à? Đá đầy. Lạnh rồi, ăn đi. Nào Đức rồi ngồi xuống anh em xả xin Torimat cái nào. Torimat nào. Torimaso nào. Chủ tịch ở đâu nữa? Chú ạ. Chú ạ. Nào. Chủ tịch ngồi khoanh tay đi họp ấy. Nào. Hơi tội nhỉ. Đâu không còn đâu. Nào, 2 3 chụp 1 2 3 1 cái nữa đâu. Rồi 2 3. Rồi, mời anh em ăn đây. Có tuyệt vời. Quá rồi. Úi giời, có tuyệt vời thôi, mời các bác nhá. Có gì không? Cảm nhận thế nào? Nó gai mà. Cái này vứt à? Thôi, đây là Sơn uống đi Sơn. Để lại cốc cho Sơn uống nha Sơn. Thôi. Em muốn chua. Mệt lắm. Mệt. Mần cái cho nó mát cái dùng. Mớp cho nó trả lại cho tỉnh đi. Quá đã. Ngon không? Anh đang để đây. Anh Bình gì chứ chỉ việc.
ăn thì đơn giản như mình nhỉ. Mình đặt hiểu sữa. Để nó đây. Nếu có anh em tân gia mới được kẻ bữa cơm. Thôi mời anh em. Nhìn chúng mình ăn miếng nem chua đầu tiên ấy. Ừ. Mặt nhăn mặt thế. Chứ nó là vị mà. Mình đầu tiên ăn cái cá thổ lóc thôi. Thật ra nhưng mình ngày đầu tiên ăn cái món cá tươi của nó. Còn tao mới đầu tháng ăn sao chung lên nhăn mặt thế nhỉ. Tạo thế này nữa. Mày ăn nước nào? Hôm năm đi đi ăn chỗ năm đi đợi này sang đồn chứ. Gần đây này. Bỏ chứ, có cả tôm. Cả tôm. Ừ, đâu nào lúc nào qua cả tôm mà cả tôm nữa. Ừ, thì cả cả tôm đấy trong gọi sashimi. Bữa nay cay mình thấy ăn trưa hơn. Mời các bác nên chấm dứt video ở đây để ăn cùng anh em vậy không.